Xin chào các bạn và các em. Chúng ta cùng quay trở lại bài học ngày hôm nay với chủ đề How's it in the future? Lesson 1, Period 3. Trong chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới, I Learn Smart World. Các bạn và các em thân mến, để chúng ta có thêm các bài giảng tham khảo, các bạn và các em hãy tìm chương trình mới Trung học cơ sở Trung học phổ thông trên trang YouTube. Hãy đăng ký và theo dõi. Trên kênh sẽ có rất nhiều bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản để chúng ta cùng tham khảo. Bây giờ, chúng ta cùng quay trở lại với nội dung của bài học. Unit 9. Houses in the future. Lesson 1. Period 3. Practice and speaking. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất. Practice. Trong nội dung này, chúng ta tập trung vào câu hỏi where, ở đâu và what like, nói như thế nào. Các em hãy quan sát, ví dụ. Đây là cuộc nói chuyện giữa bạn Emma và bạn Mark. Emma hỏi và Mark trả lời. Where do you think people will live in the future? I think a lot of people will live in megacities. Khi bạn Emma hỏi, mọi người sống ở đâu? Thì trong câu trả lời, bạn Mark trả lời, in megacity. Có nghĩa là hỏi ở đâu thì khi trả lời có tên của nơi đó. Mà bạn ý nghĩ. Emma lại hỏi, anywhere else? Còn chỗ nào nữa không? Mark lại trả lời, vẫn là anywhere, vẫn là ở đâu. Mark trả lời là, I think some people will live in homes in the sea. Và chúng ta thấy là đây là có lại một địa điểm mới. Emma lại hỏi, what do you think homes will be like? Bạn nghĩ rằng là các ngôi nhà đó sẽ như thế nào? Và trong câu trả lời thì Mark đã sử dụng một tính từ. Có sử dụng một tính từ, đó là smart và danh từ home để trả lời. I think they will be smart homes. Emma hỏi, sorry, I don't understand. Xin lỗi, tôi không hiểu. Có nghĩa là khi mà nói đến smart homes thì bạn Emma không hiểu. Bạn Emma hỏi là, sorry, I don't understand. Thì Mark lại nói, you know, bạn biết đấy. Computers will control things in smart home. Thế và chúng ta có thể sử dụng các từ gợi ý ở đây để thay thế. Ví dụ như là where, bạn nói là under the sea. Anywhere else, bạn có thể là by rivers. Hoặc là under the sea. Và what do you think the home will be like? Thì ở đây bạn có thể là gì ạ? Smart home. Nếu nói là under the ground, thì bạn có thể sử dụng từ earth scrapers. Bạn sử dụng từ by the river, bạn có thể sử dụng từ eco-friendly home, vân vân. Bây giờ chúng ta sang phần nhiệm vụ B. Practice the conversation with the own ideas. Hãy thực hành đoạn hội thoại với ý kiến riêng của bạn. Bạn nhớ chúng ta đặt câu hỏi where và khi trả lời chúng ta đã trả lời bằng các thông tin là đó ở đâu. Và anywhere else, ở chỗ nào nữa, thì đương nhiên là khi hỏi anywhere else thì chúng ta nhớ là ở đây sẽ trả lời vẫn là nơi chốn. Và chúng ta trả lời, chúng ta sử dụng những từ chúng ta đã học như là in eco-friendly homes, in smart homes, in the house, vân vân. Thì chúng ta có thể điền vào đây. Và ở đây có thêm một phần diễn đạt nữa. Oh, it's exciting. Ôi, nó thật là tuyệt vời. Và chúng ta nhớ là ở trong phần bài tập B thực hành này, chúng ta chỉ cần trả lời cho từ để hỏi where, ở đâu, anywhere else, còn ở đâu nữa không? Chúng ta sang phần nhiệm vụ tiếp theo, speaking, nói. You are the interviewing an expert about homes in the future. We in pairs, student A interviews the future home expert and make notes. Student B, you are an expert, answer the questions. Sweat bronze and repeat. Các bạn đang phỏng vấn một chuyên gia về những ngôi nhà trong tương lai. Các bạn làm việc theo cặp, một người đóng vai A, một người đóng vai B. Bạn A đóng vai phỏng vấn nhà chuyên gia và sau đó là ghi chép lại. Còn bạn B, bạn là chuyên gia. Bạn trả lời câu hỏi, sau đó các bạn thay đổi vai. Nếu trong phần thứ nhất, bạn A là người đặt câu hỏi, thì trong đoạn đối thoại thứ hai, bạn B sẽ là người đặt câu hỏi.
Chúng ta vẫn thực hành với từ để hỏi where, ở đâu. Where do you think people will live in the future? I think people will live in smart home. I don't understand. Tôi không hiểu. Can you explain for me? Bạn có thể giải thích cho tôi được không? Can you explain for me? Thì bạn B sẽ trả lời. Oh, smart homes. Oh, những ngôi nhà thông minh là modern. They use technology to control. So it's convenient and intelligent. Đó, đây là một số thông tin trả lời tương đối là nhiều đúng không? Những ngôi nhà đó là hiện đại, sử dụng công nghệ để kiểm soát và rất là thuận tiện và thông minh. Yes, I see. Thế là đồng ý là biết rồi. Tương tự như thế thì các bạn có thể đổi vai và chúng ta đặt câu hỏi. Ngoài việc đó ra thì những chữ màu xanh ở đây là những chữ chúng ta có thể thay đổi. Chúng ta thay đổi theo ý thích của chúng ta để cho đoạn hội thoại hoặc bài hội thoại phong phú hơn, dễ hiểu hơn. Chúng ta sang nhiệm vụ B. Join another pair. Discuss where you'd like to live in the future. Ask them to explain anything you don't understand. Sang nhiệm vụ B, các bạn sẽ làm nhiệm vụ như sau. Hãy tham gia vào một cặp đôi khác. Có nghĩa là nếu như trước đây em với bạn A, bạn B đã nói chuyện với nhau thì bây giờ đổi, đúng không ạ? Cùng trao đổi với nhau hoặc là với nhóm đôi khác, hoặc là bạn đổi vai. Thảo luận rằng bạn muốn sống ở đâu trong tương lai. Hãy yêu cầu họ giải thích những điều mà bạn không hiểu. Đây là một ví dụ. Where do you think people will live in the future? I think people will live in mega city. What do you mean? Đây là chính là phần hỏi là những điều bạn không hiểu thì bạn sẽ hỏi là what do you mean? Điều đó có nghĩa là gì? Thì đây là phần giải thích này. They will live in a very large city with more than 10 million people. Họ sẽ sống trong những thành phố lớn mà thành phố này sẽ có hơn 10 triệu người. Chúng ta đã phát hiện ra phần câu trả lời này chúng ta lấy ở đâu chưa? Ở bài số 1 đúng không nào? Và khi đó bạn ấy sẽ diễn đạt là oh, it's so surprising. Ôi, thật là ngạc nhiên. Và nếu như các bạn thay thế vào đây in the mega city bằng với in the sky thì bạn có thể what do you mean? Thì bạn không thể dùng live in large city được nữa. Bạn sẽ là they will live in on the moon. Nếu mà đây là in the sky thì đây sẽ là will live on the moon. Nếu như chỗ này là live in the earth scrape, trong những ngôi nhà ngầm, thì bạn có thể là they will live under the ground, ở dưới lòng đất ấy. Và ví dụ như ở đây là by the river, sống ở gần sông, thì chỗ này sẽ là they will live in a homes hay in a houses, đúng không nào? Thế thì ở đây chúng ta sẽ phải thay thế, và để những từ được thay thế thì phải phù hợp với nội dung bạn giải thích ở phía dưới này. Hãy lưu ý là chúng ta giải thích và điền từ hay là diễn đạt làm sao cho giữa hai câu trả lời nó phải logic với nhau. Chúng ta vừa mới tìm hiểu xong phần listening and speaking trong bài số 1 với chủ đề Houses in the Future. Các bạn và các em hãy tìm bài giảng bằng cách đánh từ khóa chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông trên trang YouTube. Hãy đăng ký và theo dõi. Trên kênh sẽ có các bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản để chúng ta cùng tham khảo. Hãy thực hành nói, sử dụng các từ chúng ta đã được học trong bài số 1 thật nhiều lần để chúng ta có thể sử dụng nó trong quá trình chúng ta nói hoặc trình bày hoặc giao tiếp với những người khác. Hẹn gặp lại các bạn và các em trong những bài giảng sau.